xin chào tất cả anh chị em và các bạn và ngày hôm nay bản thân hợp sẽ hướng dẫn tất cả các bạn là uh, sử dụng phần mềm livep của tizila Live việt nam thì uh, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là tải app uh, livep trên uh, hệ điều hành android thì đầu tiên chúng ta sẽ nhặt uh, vào đó là CF play các bạn vào CF play các bạn có lên cái thanh tìm kiếm các bạn gõ cho mình đó là Live Happy đó thì nó hiện ra dòng đầu tiên là like công cụ hỗ trợ phát lại livestream Các bạn ấn chọn cho mình Và các bạn cài đặt lại cho mình Đây là mình đã tải về rồi thì mình sẽ mở ra Khi mở ra thì nó sẽ ra giao diện bên trong như thế này Thì ở đây thì chúng ta nhận sẽ nhập đó là cái tài khoản Live và mà bạn thân hợp cấp cho tất cả các bạn Bạn nào mà chưa có tài khoản Live thì các bạn có thể là ebook cho bạn thân hợp Và bạn thân hợp sẽ cấp tài khoản Live để cho các bạn sử dụng và mình sẽ nhập cái tài khoản live Apple của mình vào đây như bạn đã nhìn thấy thì mình đã nhập xong cái tài khoản LiP của mình vào đây và bạn nhìn thấy ở ô dưới cùng đây thì nó có cái phần đăng nhập thì các bạn ấn vào phần đăng nhập giúp mình khi các bạn ấn vào phần đăng nhập thì nó sẽ ra diện bên trong như thế này đúng không ạ thì ở đây thì chúng ta sẽ ấn vào cái nhọ cái ô này đấy bắt đầu phát livestream đó thì là các bạn uh, ấn vào cái ô bắt đầu này cho mình nhá. Ấn vào cái ô bắt đầu phát livestream. Đó thì ở trong cái ô bắt đầu phát livestream này các bạn nhìn thấy cái dòng này, nó đấy. Đó, nhập này URL của video này bắt buộc này, đấy. Đấy thì là các bạn có thể là ra YouTube và các bạn có thể là uh, cóp cho mình những cái link video đó, có nội dung dưới 20 phút Đấy, để các bạn có thể là chuyển thể những cái nội dung video đó thành dạng phát live trực tiếp đó thì bây giờ mình sẽ ẩn ra YouTube nhé nó thì mình sẽ vào YouTube đó và mình sẽ phát đó là nội dung đó là nhận bà Tân Vlog đi đây là những cái nội dung đang hot đó thì mình sẽ vào một cái video này đấy của bà Tân Vlog này đấy bà Tân này Vlog là mâm phô mai que siêu to khổng lồ đấy vì mà ở à, vào phần chia sẻ này có chữ chia sẻ này đấy các bạn ấn vào sao chép đường dẫn này đấy và các bạn lại ẩn đấy các bạn lại vào phần mềm cho mình đấy, phần mềm live các bạn giữ đấy, một lúc và các bạn ấn dán vào đây đấy đây là xong và các bạn ấn nó là nhận thì xong ở cuối cùng này, các bạn ấn xong cho mình Đấy, nó hiện lên uh, cái uh, chữ xong này, màu xanh này Đúng không ạ? Ô vô màu xanh này, các bạn ấn xong tiếp cho mình Đó, các bạn này đang chờ phát đấy Đó Đó, đã phát rồi Thế bây giờ mình sẽ ẩn ra Facebook của mình để mình kiểm tra nhé Đó, thì mình vào Facebook đó, thì mình sẽ kiểm tra nhé đó đây này là cái video đã được uh, phát thành dạng phát livestream trực tiếp và mình ấn vào dấu ba chấm này của chỗ có video này ấn vào dấu ba chấm và mình ấn nó là chỉnh sửa bài viết đó. thì mình sẽ viết cái nội dung uh, vào đây đó bà tân nó vlog làm mâm phô mai que khổng lồ đó mình ấn đó là lưu lại đó bạn hiểu không đó đấy là mình đã hướng dẫn các bạn đó là cách để chúng ta có thể là uh, phát đó là một cái video trên youtube thành dạng đó là phát trực tiếp bằng phần mềm đó là live bên mình chúc các bạn áp dụng thành công xin chào và hẹn gặp lại các bạn